cán bộ, giáo viên và hơn 600 em học sinh trường tiểu học Khánh Hòa, huyện Yên Khánh cùng với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu cảng, bộ đội biên phòng Ninh Bình vừa tham gia chương trình giao lưu tìm hiểu về hình ảnh người lính. Tại buổi giao lưu, các em được ôn lại truyền thống của bộ đội biên phòng, các câu chuyện kể về tấm gương điển hình, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các văn bản pháp luật về biên giới quốc gia, về chức năng nhiệm vụ của đồn biên phòng cửa khẩu cảng. Cùng với đó, các em được trải nghiệm nhiều hoạt động như văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, người chiến sĩ biên phòng, quan sát các màn biểu diễn võ thuật và thực hiện kỹ năng nghiệp vụ biên phòng. Đặc biệt, các em rất thích thú trước màn biểu diễn của chó nghiệp vụ, người bạn thân thiết của người lính biên phòng trong các chuyến tuần tra kiểm soát, truy bắt tội phạm và đánh hơi các tang vật là bằng chứng phạm tội. Đây thực sự là một sân chơi bổ ích có tính giáo dục, rèn luyện kỹ năng, giúp học sinh nêu cao ý thức tinh thần trách nhiệm, sống và học tập noi gương anh bộ đội Cụ Hồ, trở thành con ngoan trò giỏi, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước.